Để vừa lâu quá thầy đã bị nghẹt đứng làm mấy năm rồi cắm tinh nè đó hai nè đó đó hai nè tương thấp tương cao ngoài là 2 cm on voit les genoux aussi là les points genoux et mắt cá là thì sẽ có axin non non. C'est bon. Claire, je suis Gérard. Comme quelle année, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu as avant et comment tu ressens maintenant? Allez. On t'interview. Voilà. Oui. Tu regardes. Oui. Je suis Gérard Allemand. Oui. J'ai 79 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Gérard Allemand. Non, c'est bon. Gérard Allemand, Sam. 78. J'ai 79 ans bientôt. Oui. Je vais dire ce que j'ai fait avant. Oui. J'ai fait une erreur qui m'a déclenché des tas de choses. C'est-à-dire l'arthrose. L'arthrose dans le dos aussi. Et maintenant, je sens que, bon, ça va, je peux sauter. Nhìn trong chút xíu, để từ chút xíu là đứng ngồi dễ dễ dàng. Ok, rồi quá nè. Wow. Là là. Mà giảm gì? Bao tu to? Giờ ba tu to, giờ ba tu to. Maintenant, tu peux lever les pieds, hein, facilement. Hein. Voilà. Tu retournes toi. Voilà. Dégueulasse. Vive le Vietnam. Voilà. Hồi trước đó ông không làm chân được, ông không giở chân được. Voilà. Trước đó ông không làm được, bây giờ ông làm được. Et tu portes chaussettes toi-même aussi. Non, c'est elle qui m'a mis les. Voilà. Trước đó là Marie Claire để chaussettes cho ông, để giới cho ông. Bây giờ ông tự mang giới được. Wow. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu as vu comme portrait? Je te dirai ça dans 8 jours. Je vais aller danser, je verrai si ça va mieux. Ah, ông nói là ông sẽ đi nhảy đầm. Rồi khi nhảy đầm xong á, mà chưa bước danser. Le marathon. Allez, Marie Claire. Non. Du tango. Du tango. Hop. C'est fait, c'est fini. Alors, comment tu sens? Alors comment tu sens après une danse? Impeccable. Et tu remercies. Voilà. Et merci beaucoup à tous. Voilà. Merci à vous aussi. Voilà. C'est bien. Tu dis merci au professeur. C'est ce que je viens de faire. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Okay.
ông có người Tây, ông không có tin. Đó là trước đó là hồi hôm qua một cái skill nói là để đi tới đây rồi một cái chữa bệnh cho ông. Ông có nói một cái tao có phải bác sĩ rồi mà chữa cái gì bác sĩ. Bác sĩ chữa tao chưa được, không làm sao mà một cái sẽ chữa được. Đó là mình nói bây giờ mày không muốn chữa rồi mày chết thì bây giờ nói trước cho tao, tao đi mua cái hộp tao để sẵn. Cái xong sáng nay ông đi, ông nói tao nể mày tao đi á. Với lại tao hứa với mũi tao tới tao thăm nó chứ đời nào mà nó chữa tao được. Nó không tin đó trời. Đây là bài xã của ông Tây. Marie Claire. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm nha, cảm ơn một cái cảm ơn cả mọi người. Giờ làm cho ông mà đỡ đau như vậy thì thôi đời của tôi cũng nhẹ bớt đi. Xin mọi người cho nàng pháo tay. Chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.